mẫu chuyện Kiến Càng và Trâu Nước. Có hai con trâu nước đứng bên bờ ao nhàn nhã gặm cỏ xanh. Tình cờ, chúng thấy bầy kiến càng tha con sâu to tướng đem về ổ. Hàng ngàn con kiến xúm khiêng sâu đi trên đường, giống như một đội quân. Mặc dù kiến càng đã cố gắng nhiều, song con sâu quá to nên chúng di chuyển rất chậm. Hai con trâu nước đứng quan sát hồi lâu, không nhịn được, cùng bật cười to. Có một con kiến thợ tức giận hỏi: "Các anh cười cái gì? Chẳng biết thông cảm thông cúm gì cả. Cho dù chúng tôi có tha mồi vất vả, có chậm chạp mấy nữa thì cuối cùng cũng khiêng được mồi về tới nhà." Con trâu thứ nhất nói: "Bọn ta cười là vì bầy kiến các ngươi yếu nhất, yếu quá sức tưởng tượng. Xem nè, ngờ ngấy mạng xúm nhau khiêng một con sâu mà khiêng cũng không nên thân. Nếu mà là ta hả, ông đây chỉ cần hắt hơi một cái cũng đủ thổi bay con sâu về tổ các ngươi á." Kiến càng nói: "Đừng khinh rẻ chúng tôi, già hợm hỉnh thái quá. Có giỏi thì cùng thi tài với nhau, chưa chắc ai hơn ai đâu à." Con trâu cười một tràng dài, lên giọng nhạo báng: "Các người đúng là không biết trời cao đất dày mà. Nhìn lại xem thân mình thế nào mà muốn đọ sức với chúng ta." Kiến càng nói: "Chẳng cần bốc phét nhiều, giờ cứ thi thì ắt biết." Trâu nước khoái chí: "Được, sẽ tỉ thí như thế nào?" Kiến càng bảo: "Tôi có một phương pháp cực kỳ công bằng nè. Ta chơi trò cổng thi, đồng loại cổng đồng loại. Anh cổng bạn anh, tôi cổng bạn tôi. Vậy nha, một mạng cổng một mạng nè. Đích đến là cây tùng trước mắt đó. Hễ ai tới đó trước thì xem như chiến thắng được không?" Hai con trâu ưng thuận: "Được, cứ thế mà tiến hành đi." Cuộc thi bắt đầu. Kiến càng cổng bạn bò lên trước rất nhẹ nhàng. Còn trâu nước cổng bạn đi xem bộ cực kỳ khốn đốn. Nó ráng hết sức mà vẫn bước siêu vẹo, ngã nghiêng, mồ hôi tuôn dầm về, phải gắng lắm mới đứng vững. Nhưng đi được vài bước thì nó đã ngã chỏng gọng, giơ bốn chân lên trời. Lúc này kiến càng đã cổng bạn tới cây tùng. Nó nhiễu quanh cây một vòng rồi mới bước quay trở lại, đứng trước trâu nước đang lồm cồm ngóc dậy, bảo: "Anh trâu nước ơi, giờ thì anh biết cảm giác khinh một vật nặng trên lưng như thế nào rồi hả? Còn sâu á, to gấp trăm lần chúng tôi thì khiêng tất nhiên phải mệt và vất vả hơn nhiều rồi." Bài học đạo lý: có bao giờ ta cười như trâu nước chưa? Trâu nước đứng bên ngoài nhìn kiến càng tha mồi khiêng vác đến kiệt sức mà không có chút thông cảm, còn buông lời ríu cợt chê bai, khoe mình chỉ cần thổi một hơi là xong việc. Nghĩa là trâu nước có thừa khả năng giúp nhưng chẳng hỗ trợ, dù bằng lời động viên nhẹ nhàng, mà chỉ đứng nhìn cười nhạo trước cảnh kiến càng khốn đốn vất vả. Thái độ này thật đáng buồn. Nếu như nó xuất hiện ở cõi người, ta thường hay có những nụ cười không đúng chỗ. Thấy người vấp ngã ta cười, thấy người xui xẻo ê mặt ta cười. Phê bình cười cợt thì dễ, nhưng đặt mình vào hoàn cảnh người để hiểu, để cảm thông rất khó. Song đây lại là điều quan trọng góp phần xây nên cuộc sống hòa vui. Trung Hoa có câu: "Thiết thân xử địa", đặt mình vào hoàn cảnh người để hiểu đúng sự việc và biết cảm thông. Nếu như trâu nước sớm biết đặt mình vào hoàn cảnh như kiến càng thì sẽ không có thái độ nhạo báng. Chứ nếu đến lúc mình gặp cảnh ngộ y hệt, nếm phải mùi vị y hệt mới có được cái nhìn đồng cảm, thương quan thì e là quá muộn, vì trước đó mình đã vô tình tạo ra lắm lỗi lầm rồi. Không hiểu người, không đặt mình vào hoàn cảnh người, ta dễ có những phê bình gay gắt, thiên kiến, độc đoán, lầm chê trách. Sao mà họ dở thế, ngu thế, xấu thế, tồi thế. Một lô ngôn ngữ chế nhạo, biếm nhẽ sẽ nảy sinh. Dù nghĩ âm thầm hay thốt ra lời, tất cả đều xuất phát từ lòng tự tôn, ngã mạn của ta.
Lúc ấy trong tâm ta hoàn toàn không có người, mà chỉ có ta là nhất, ta thanh cao, tốt hay là tuyệt nhất, và ta luôn lấy tự ngã mình làm thước đo. Chính thái độ và quan niệm này sẽ sản sinh một dọc lỗi lầm tiếp nối nhau. Vì chư thánh hằng khiêm cung, phàm nhân luôn tự đại. Ngày nào ta sống mà không biết cảm thông, không biết thiết thần xử địa, thì ta rất dễ cư xử ấu trĩ, sai sót. Bởi lòng dạ hẹp hòi sẽ xui ta vội vã kết án, chê trách nông nổi. Nếu như ta biết thiết thần xử địa, ta sẽ hiểu mình, hiểu người và bao dung hơn. Trâu nước ngay giây phút dự cuộc thi cùng kiến càng, bản thân lâm vào cảnh trạng y hệt, đã tắt ngấm thái độ cười nhạo và ắt hẳn đã cảm thông thấm thía. Khi ta biết thiết thần xử địa, tầm nhìn sẽ sáng suốt và nhận định đúng đắn nhờ cảm thông, nên ta biết xót xa trước những khiếm khuyết sai sót của người. Khi đặt mình vào hoàn cảnh người để hiểu họ, thì ta sẽ không có thái độ cười nhạo, phê bình, kết án khắt khe. Nhờ vậy mà lòng ta an lạc, kho từ bi nội tâm được khơi mở, sẽ đánh thức những đức tính ngủ ngầm trỗi dậy, xua đi các thói tật hẹp hòi. Cuộc sống ta và người nhờ vậy mà trở nên tốt đẹp, tươi sáng hơn. Oh.